Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Vợ Ma của tác giả Duyên Cron trên kênh truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Hẹp Truyện Ma chúng tôi vẫn phục vụ quý vị ở trên khung giờ quen thuộc. Xin thông báo với quý vị như vậy. Một thời gian sau thì tạo được duyên lành, gặp được thầy Pháp giỏi hơn, có tâm có đức, cho nên đã đưa cô út lên một ngôi chùa chuyên chấn giữ vòng nổi tiếng. Kể từ đó thì mọi chuyện được yên ổn, thằng Tú cũng dần trở lại bình thường. Tuy nói là đã trở lại bình thường nhưng cũng không còn được như trước kia. Vẫn có những lúc người nhà bắt gặp nó đứng ngẩn người bên cửa sổ như người bất hồn. Tính tình thì hay cáu bẩn, cứ quên quên nhớ nhớ như một người già đáng trí tuy vậy thì mọi chuyện trong đời của tú từ lúc đó cho đến bây giờ đều diễn ra một cách xuân sẻ lần gặp chuyện này ba thằng tú gọi đó là đại hạn 10 năm tính theo số tuổi của nó rồi nói thế nào thì chuyện càng nghe càng thấy vô lý tùng đánh bạo hỏi một câu bác dẫn con lên ngôi chùa ấy để con gặp cô út được không ạ à? bà của tú mắt tròn mắt dẹt nhìn thẳng vào tùng không thể tin nổi những gì nó vừa nói cho nên bà Tú run rẩy hỏi Gặp cô út thì con không còn Dạ không à Bây giờ con quen rồi cho nên con không còn sợ nữa Chuyện của cô út với Tú Bây giờ con mới biết Con muốn gặp cô út để xác nhận lại vài chuyện Biết đâu có thể giúp được Tú Bà của Tú thở dài buồn bã Rồi trầm ngâm suy nghĩ Hai bác già rồi Cố được thằng Tú cho nên thương yêu nó hết mực Chẳng tiếc nó điều gì Hai bác sống cũng không ác với ai bao giờ vậy mà âu nó cũng là cái nghiệp mà mình phải gánh ông đừng có phàn nàn nữa mẹ của tú đi tới mang cho tôi và ba của nó một đĩa trái cây dáng vẻ gầy gộc khóc khắc của mẹ nó khiến cho tùng cũng chỉ biết thở dài buồn bã thời gian qua có lẽ đã phải trải qua không ít có chuyện này bác đang nghi ngờ nhưng mà không biết nói sao cả mẹ tú nhìn tùng với một ánh mắt tràn đầy hy vọng và cầu khẩn bác cứ nói đi à một chi tiết nhỏ mà sắp nối đúng chỗ có khi lại giải quyết cả một vấn đề lớn bác nghĩ người gây chuyện không phải là cô út cảm giác này mãnh liệt lắm nó mạnh đến nỗi mỗi lần bác khởi phát ý nghĩ ấy trong đầu lại lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đẩy ra ý nghĩ đó không bao giờ tồn tại được dù chỉ mấy giây trong đầu của bác cái này thì có hơi mơ hồ nhưng mà bác thực sự nghĩ có khi cô út có điều gì muốn nói Cuối cùng để xác thực thì bác lén dẫn bà Đồng lên chùa để gọi hồn cô út nhưng không được. Ở đó nhiều âm khí quá, các vong mạch chen chân lên trước hết. Cô út không tài nào lên được. Bà Đồng sợ quá bỏ về thế nên là ý định nói chuyện với cô út tan thành. Bà cũng chẳng còn biết phải làm thế nào cả. Nghe đến đây thì Tùng cũng nuốt nước bọt khan. Lên trên đó cả một rừng ma không biết nó có bị tình trạng như bà Đồng kia không. Nó chưa biết bị ốp bao giờ Nhớ có ai mạnh mà ốp vào nó Ngày tí đó thôi mà tóc gái đã dựng cả lên Với lại bác nghĩ có khi tú đã phạm lỗi gì Khi mà đi vượt phi bản ở mấy tỉnh miền núi phía Bắc Nếu mà dừng thương nước độc Mấy đứa thanh niên như tụ bay là dễ phạm vào những điều cấm kỵ lắm Chẳng biết thế nào lúc ấy mọi ý nghĩ trong đầu của Tùng đều xoay quanh cô út dù chẳng có gì chắc chắn Nhưng Tùng có một linh cảm vô cùng mạnh mẽ Rằng cô út là một mắt xích quan trọng Giúp nó giải quyết được chuyện của Tú Cần có nghe bác trai nói Việc Tú thấy cô út mặc đồ cưới đi lại trong nhà Chuyện này con thấy hơi... Chuyện này thì bác cũng chẳng biết nói sao Bác có được thấy đâu Tuy rằng không phủ định Nhưng mà cũng có lúc bác nghĩ Hay là do nó áp lực với cuộc sống này quá hoặc là nó chơi mấy cái thuốc bậy bạ cho nên sinh ra hoang tưởng nghe tới lý do kiểu này thì buồn nhưng mà thằng tùng cũng chẳng biết nên giải thích làm sao hay là bảo vệ tú nữa cho đến giờ nó nhận ra nó hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo sống của tú hai thằng nó chẳng còn bất cứ một sợi dây liên hệ nào rất nhiều chuyện của tú mà tùng chẳng hề hay biết gì cũng như có rất nhiều sự thay đổi diễn ra mà tùng không nhận thấy Tùng nói chuyện với ba mẹ của Tú thêm một lúc, hỏi thêm những điều cần hỏi rồi rời đi. Làng thằng trên đường Tùng đột nhiên thấy nhức đầu kinh khủng, mọi thứ cứ dối như là một mớ bỏng bong. Bây giờ nó không biết gặp cô út trước hay là đi tìm cô gái mặc đầm lụ đỏ. Rồi rốt cuộc thì Tú với Y Lan đi đâu mất. Chuyện xảy ra đêm đó ở nhà Tú rốt cuộc là như thế nào? Là thật hay là do Tùng hoang tưởng mà ra? đến bây giờ Tùng hoang mang quá đâm ra lại nghi ngờ chính bản thân của mình. Cuối cùng lúc nó đang định đi bộ sang đường thì bất ngờ bị ai đó kéo giật ngược lại. Nhưng đến khi quay lại thì chẳng thấy ai. Tùng hoang mang nhìn quanh trong miệng không ngừng lầm rầm niệm Phật nhưng lại chẳng thể nào tập trung được. Đầu óc cứ quay cuồng mơ hồ một cách khó hiểu. Bởi vì tâm trí không kiên định lại đang trong trạng thái dao động cho nên tiếng tụng kinh khiến đầu của Tùng đau như búa bổ. Bây giờ miệng nói chuyện qua lầm dầm điều gì chẳng ai nghe rõ. Rồi như bị ai kéo đi, Tùng cứ như vậy là bạt mạng về phía trước. Cứ như đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Rồi muốn dừng lại cũng không được. Càng bị kéo đi xa trong mắt của Tùng phía trước càng mơ hồ. Chẳng còn thấy rõ đường xá hay là thứ xung quanh nữa. Loàng choàng lao đi một hồi tùng thích mình dừng lại trước cửa một ngôi nhà hai tầng nhỏ, được xây dựng theo lối kiến trúc của thập niên 90. Nét cổ điển sự hoang hoài và màu thời gian đã bao trùm lên nơi này. Tuy vậy bên trong nhà lại phát ra thứ ánh sáng vàng vọt ấm áp cùng tiếng nhạc du dương vô cùng yên bình. Tùng nhất thời bị khung cảnh trước mặt làm cho say mê ngây dại. Trong mắt của Tùng ngôi nhà trước mắt đang mờ ảo trong làn khói trắng nhìn sơ thì thấy nó vừa ấm áp cuốn hút lại mang một vẻ lưu trai kỳ ảo nhưng thực tế là nó mang mẻ âm u tĩnh mịch khó lý giải tùng mạnh dạn nhấn chuông hồi hộp chờ đợi cánh cửa sắt hen gì mở ra một tiếng kết vang lên trói tai khiến tùng khẽ nhăn mặt lại một người phụ nữ trung niên dáng vẻ hiền hậu chậm rãi bước ra người phụ nữ nhanh chóng mời tùng vào trong nhà ngôi nhà này quả là bên ngoài nhìn ấm áp, bên trong thì thơm ngát. Vừa bước vào phòng khách hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong nhà, lại một lần nữa hớp hồn Tùng. Tùng ngây dại như thể nó khi nhận ra ly trà nóng từ tay người phụ nữ. Sức nóng và hơi ấm của ly trà khiến Tùng như bừng tỉnh. Nó hốt hoảng nhìn quanh rồi lại nhìn sang người phụ nữ với một dáng vẻ bất lực. Thấy điều bộ kỳ lạ của nó, người phụ nữ vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Con đừng lo, cô biết con sẽ tới nên không bất ngờ hay là hoảng hốt gì cả. Hai đồng tử mà rộng của Tùng đắt thay cho câu trả lời của đó, người phụ nữ lên tiếng giải thích thêm. Con bé nói con gọi nó là cô gái mặc đầm lụa đỏ, tên con bé là Trâm. Ly trà trên tay của Tùng đã bắt đầu run rẩy theo cơ thể của nó, Cố gắng kiềm chế mãi cuối cùng Tùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh. Nhưng gương mặt vẫn lộ rõ về thằng thốt. Làm sao cô biết được chuyện đó? Thì con bé nó nói như vậy mà. Cô, cô cũng có thể thấy họ sao? Người phụ nữ đột nhiên mỉm cười một cách đầy khó hiểu. Rồi chậm rãi trả lời câu hỏi của Tùng. Có chứ? Nụ cười khiến cho toàn thân của Tùng lạnh toát. Cảm giác ớn lạnh dâm gian khắp cơ thể nhưng nó như là tự chấn an bản thân cố gắng quay trở lại mục đích ban đầu của mình đi thôi nào thế rồi tùng vừa cầm ly trà vừa đưa chân bước đi theo người phụ nữ dù trong đầu của nó đang không hiểu vì sao mình lại làm như vậy người phụ nữ dẫn tùng đi vòng quanh phòng khách nhìn ngắm từng đồ vật ngắm nghía từng bức ảnh gia đình mà ở đó trầm cô gái mặc đầm lụa đỏ đang nở một nụ cười rạng rỡ để mê hoặc sau khi đi một vòng quanh phòng khách, người phụ nữ dẫn Tùng bước lên cầu thang. Mỗi bước chân lại nghe tiếng cầu thang gỗ phát ra cọt kẹt. Tất cả những âm thanh ấy đều như bị rội ngừng xuống mặt đất phía dưới, cho nên không tạo ra tiếng ồn nào đủ lớn. Phải thực sự chú tâm và tính lại mới có thể nghe được tiếng kéo kẹt ấy. Mà Tùng thì đang nghe thấy nó rõ mồn một, một, cứ trầm bồng âm vang quanh tai và bám chặt lấy Tùng không cách nào xua đi được. Vừa lên thấy lầu trên Tùng đứng sững lại, khi phía trước mặt là cái ban công đổ nát, nhìn ra bên ngoài ánh trăng đang soi chiếu bóng của Tùng trên nền gạch. Tùng lùi mấy bước rồi miệng lắp bắp. Thực ra con không biết vì sao lại biết đường đến đây, có thể cô không tin chuyện này. Người phụ nữ ra hiểu cho Tùng im lặng. Cô biết là Trâm nó kéo còn đến đây, Cô ấy rốt cuộc thì cô ấy muốn gì chứ? Nó muốn... Người phụ nữ còn chưa nói hết câu thì đèn điện trong nhà chớp nháy liên tục. Xung quanh vang lên một bản nhạc cổ điển với nhịp điệu nhanh đã phá vỡ bầu không khí vốn dịu dàng trầm lặng nãy giờ. Tùng đứng bật dậy trong bóng tối, nó thấy đôi mắt người phụ nữ sáng rực lên. Bà ta vẫn đứng đó và mỉm cười một cách đáng sợ. Lúc này thì bất chấp tất cả, Tùng cua tay loạn xạ bỏ chạy. Nhưng những bậc thằng bàn nãy mà nó nghĩ mình mới đi qua đã biến mất. Tùng hững chân rơi thẳng từ trên ban công xuống phòng khách ngổn ngang rác thải và những món đồ cũ kỹ bên dưới, rồi cứ như vậy nằm đó, bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Tới khi trời sáng thì được đánh thức bởi một người đàn bà vô gia cư Người này ngẩn ngơ nhìn Tùng một lúc rồi chi hô gọi người tới giúp. Tùng loạn tròn bò dậy, xung quanh rất đông người đang nhìn nó với một vẻ hiếu kỳ. Mọi người tính gọi xe cứu thương nhưng Tùng kịp thời cản lại. Nó cảm thấy cơ thể của mình vẫn ổn, chỉ là hơi đau nhức mạng sườn, với còn hơi choáng một chút. Bây giờ nó không còn thời gian để đi viện nữa, thế tùng tỏ ra căng thẳng một bà lão ở đó đưa cho nó chai nước nhìn nó thở dài sao lại ra nông nỗi này hả con thế tùng ngưng ngác gương mặt vẫn chưa hết thẳng thốt bà lão lại thở dài mà nói thế này là lại làm gì phạm cho nên bị con bé chầm nó no dẫn đến đây sao bà biết à thì ngày trước cũng có một cậu suốt ngày bị con bé nó no dẫn đến đây thời gian đầu đến còn thích cậu ta tỉnh táo mà biết sợ Mấy lần sau thì cứ ngây dại chui vào trong nhà ngủ là biết xong. Ngoài con già, chỉ có cậu đó bị dẫn đến đây hay là còn ai nữa không bà? Có mình cậu với cậu thanh niên đó mà thôi. Mà cũng một thời gian rồi không thấy cậu đó tới. Chắc gia đình họ làm lễ được rồi. Người trước nó bị dẫn đến đây chắc là thằng Tú. Nhưng điều khiến cho Tùng thêm đau đầu lúc này là vì sao lại chỉ có mình nó và Tú bị châm dẫn đến đây suốt cuộc cô ấy muốn nói gì khi dẫn cả ngay thằng tới nhà như vậy tùng có chút bực bội nó thở hắt ra muốn gì không phải trực tiếp nói là được sao tùng ngước nhìn ngôi nhà đổ nát lạnh lẽo không hơi người trước mặt nó dùng chai nước bà cụ đưa rửa mặt cho tỉnh táo dạ con không sao rồi con cảm ơn các cô các chú con sẽ cẩn thận hơn mọi người cứ về nhà đi ạ à? Thi Tùng đã lên tiếng như vậy cho nên mọi người lục đục kéo nhau rời đi. Tất cả đều không quên nhìn Tùng một cách ái ngại. Ánh mắt vừa lo lắng vừa e dè đó khiến Tùng nậu hết cả ruột vì lo cho số phận của mình. Bà lão là người rời đi cuối cùng nhưng bị Tùng kéo lại. Nó cảm thấy vô cùng tin tưởng bà lão này. Bà ấy nhất định biết nhiều thấy nhiều, có thể hỏi được từ bà ấy cái gì tốt cái đó. Gia định cô Trâm đi đâu hết rồi à? Sao căn nhà lại trở thành như thế này vậy ba? Nghe câu hỏi của Tùng bà lão đăm chiêu suy nghĩ, nhăn mặt một lúc rồi chép miệng lắc đầu. Không thể hiểu được, thời gian đầu sau khi con bé chết vẫn bình thường, mất con bố mẹ nào chả đau như bị cắt thịt, nhưng mà vẫn động viên nhau gắng gượng được. Những tưởng một vài năm trôi đi thì nỗi đau sẽ nguôi ngoai bắt đầu cuộc sống mới ai ầm à... Bà lão nhìn vào ngôi nhà đổ nát rồi thở dài. Mấy chuyện kỳ quái đã bắt đầu xảy đến. Có người đi làm đêm thế bảo bố mẹ cái châm đứng lù lù ở cổng, lầm dầm nói chuyện gì đó. Cửa cổng thì mở toang. Lâu dần thấy người xung quanh bàn ra tán vào, họ đổi đứng tận trong cửa nhà. Nhưng vẫn là cái dáng vẻ như ngóng đợi ai đó về. Rồi thì một hôm... Nói đến đây thì bà lão ngừng lời Lại chìm vào năm chiêu suy nghĩ Như là phân vân không biết con nên nói Ra cái điều mà mình biết hay không Tùng thấy vậy kéo bà lão ra ngoài cổng Bà biết gì bà nói cho con nghe để con cứu bạn Nó đang bị hành sống giả chết giả Mà con cũng nói thật Con có thể nhìn thấy và giao tiếp được với người âm Thế nên Bà lão tròn tròn mắt nhìn Tùng một lúc rồi gật gù Chắc là khó khăn lắm nhỉ Chuyện nhìn thấy và giao tiếp được với họ Chẳng biết là may hay rồi Nhưng mà nếu vậy thì giúp được cho bạn cậu nhiều hơn Một hôm nhà hàng xóm có cô con gái mới sinh Cho nên chuyển về nhà ngoại Lúc đi ngang qua nhà này Thì đứa bé đột nhiên gào khóc đến tím tái cả người phải đến khi vào trong nhà thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên nhà bên ấy xin Thì đứa bé mới nín Thế nhưng mà đêm ấy đang ngủ ngon thì nửa đêm canh ba đứa nhỏ lại thức giấc mà gây một cái là nó không khóc. Nó chỉ mở to mắt nhìn lên trần nhà, hai tay thì nắm chặt lại. Mắt của nó nhìn chầm chầm lên trần không hề chớp. Nó cứ nằm như vậy một lúc thì từ từ xoay người nhìn về phía cửa sổ. Mẹ đứa nhỏ thích như vậy thì đi về phía cửa. Với tay gần thì cửa bật mở. Từ cửa sổ bên nhà này có thể nhìn xuống cái sân nhà châm Vừa đúng lúc nhìn xuống thì mẹ đứa nhỏ thì bố mẹ châm tay cầm nhang, đang dài muối từ cổng vào nhà. Theo sau họ là cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo. Cái bóng ấy bước đi chậm rãi lắm, như là đi trên mây. Trần có chạm đất mà cảm giác lại lần lần như là không muốn chạm. Lúc ấy sợ quá mẹ của đứa nhỏ lại đứng chôn chân tại chỗ, nhưng vẫn tỉnh táo. Đến khi cái bóng trắng kia bất ngờ ngước lên nhìn nó mỉm cười, thì con bé lại xỉu lại một chỗ. Bây giờ đứa nhỏ mới khóc ré lên. Người nhà chạy lại thì thấy mẹ của đứa trẻ vắt vẹo ở cửa sổ. Vì cửa không có chấn song cửa mà lại là cửa chữ A, cách đây vài năm. Vắt vẹo nhìn ghê lắm, người thì mềm nhũn cả da. Đưa đi viện thì bác sĩ bảo bị choáng và sốc, cho nên xỉu, nhưng mà sức khỏe bình thường không có vấn đề gì cả. Ngày hôm sau thì mẹ con nhà đó thu dọn đồ đạc về bên nội. Ngày đầu về bên nội rồi mít mời thầy về làm cây lễ to lắm. Nhưng mà... Bà lão ngước mắt lên nhìn Tùng ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang sợ hãi. Nhưng mà hình như người mẹ của đứa trẻ nhìn thấy không phải là cách châm. Sao bà biết ạ? À? Bà có chắc chắn không? Bà lão lắc đầu nói. Không, ta đoán thế là do mấy lần con nói chuyện dò hỏi nhưng mà thái độ của mẹ đứa trẻ kỳ lạ lắm nếu là cái châm thì nó không sợ tới như vậy hai đứa nó tầm tuổi nhau là bạn nhưng mà hỏi đó người đó thế nào mà lại sợ thì con bé nhất quyết không có chịu nói sau đợt đó thì ba mẹ của cái châm ngày càng khép mình lại căn nhà lúc nào cũng đóng cửa im lìm thậm chí còn không phát ra bất cứ âm thanh nào cả vắng lặng đến giận người nhiều khi trong nhà có người còn sinh sống hay không, hàng xóm cũng không biết nổi. Vì lúc nào cũng có một trạng thái im lìm như vậy. Thời gian đầu bố của Trâm còn đi ra ngoài mua thực phẩm, chứ về sau là không thấy ló mặt ra khỏi nhà. Rồi biệt tâm biệt tích từ đó cho đến nay, nhà cửa đồ đạc thì cứ theo thời gian mà hư hại. Tùng lại thấy mình quanh quẩn trong một mớ bỏng bong mới Trầm dẫn nó đến đây rốt cuộc là muốn nói gì Cho tới bây giờ Tùng vẫn chưa biết được Nhưng có một điều nó chắc chắn là trong câu chuyện này Đã có sự xuất hiện của người thứ ba Chính là hồn ma bí hiểm đã được bố mẹ của Trâm mời vào nhà Người mà có lẽ đã hủy hoại gia đình của Trâm Nhưng mà bố mẹ của Trâm vì sao lại rước ma vào trong nhà Rồi trở nên điên loạn mà bỏ xứ ra đi Thì vẫn chưa có lời giải nếu tìm ra câu trả lời liệu rằng có giúp tháo bỏ một mắt xích khó hiểu trong câu chuyện hiện tại hay không dù có hay không thì tùng cũng phải tìm ra sự thật nghĩ đến đây hai mắt của tùng sáng lên đầy vẻ quyết tâm dạ con cảm ơn bà dạ con phải đi à có gì con lại tới tìm bà để con hỏi sau nhà tôi ở cuối con hẻm này Cây nhà có cây đa ở trụ cổng đó dạ vâng à nói rồi tùng vội vã rời đi mới đi được mấy bước như là sừng nhớ ra điều gì nó lại quay mặt lại mấp mấy miệng định hỏi bà lão thì đã chẳng thấy người đâu cả giật mình vì biết là có điểm thằng tùng nhìn lại chai nước đang cầm trên tay thì thấy cái chai ố bẩn nước mọc rong rêu đục ngầu cố gắng đi thêm vài bước rời khỏi con hẻm ra đến đường lớn tùng chạy tới một tiệm cắt tóc xoay mình qua cửa tiệm thì thấy mặt lem luốc vì chết đầy rong rêu và bùn đất cái này có lẽ là do ban nãy đã dùng nước trong cái chai của bà lão cho để mà rửa mặt kéo vạt áo lau sành vết bẩn ở trên mặt tùng đẫn đờ nhìn sang bên kia đường căn nhà đổ nát của trâm cuộc gặp gỡ khó hiểu với mẹ trâm tối qua khiến cho tùng càng rơi thêm và mớ bỏng bong không có lối thoát cho đến hiện tại câu chuyện ngày càng mở rộng mà bản thân của Tùng lại không tìm được đầu mối. Tùng ngửa mặt lên trời vẻ mặt đầy bất lực. Nó chỉ mong bây giờ làm cách nào để châm hay là chính cô gái mặc đầm lụa đỏ kia xuất hiện. Nói cho nó biết cô ta muốn làm gì. Cô ta thả nguyện rồi thì tha cho nó với tú. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ. Mấy tán cây bên đường thì ngả màu vàng óng khiến cho nó nhớ đến những tháng ngày bình yên. Bây giờ mà rảnh rang là nó vác cái máy phim mới mua đi tập thành chụp chẹt. Nghĩ tới lại giàu hết cả ruột gan, còn đang thở dài nửa chừng thì phải ngừng lại vì có tiếng chuông điện thoại. Là một số lạ, thằng Tùng gión rén bấm nút nghe. Alo, đêm qua cậu tới nhà tôi phải không? ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng của một người đàn ông đoán chừng đã là trung niên thằng tùng vừa định lên tiếng hỏi thì đã bị đối phương chặn lại đừng nói gì cả nếu muốn cứu bản thân và cứu bạn cậu thì tới gặp tôi địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn trước khi đi mua một quả trứng vịt lộn và một chục trứng gà đem theo nói rồi người đàn ông bất ngờ tắt máy thằng tùng đứng ngẩn người nhìn vào số điện thoại mới gọi thì ngay lập tức có tin nhắn người đàn ông đó nhanh đã gửi địa chỉ cho tùng vừa sợ vừa có sự ngổn ngang hoài nghi ở trong lòng nhưng mà lúc này tùng hoàn toàn đang ở thế bị động chỉ có thể dũng cảm dấn thân mà thôi đi theo chỉ dẫn khuya ngày hôm đó tùng tìm đến được chỗ của người đàn ông đó ngôi nhà nằm sâu ở trong núi giữa màn đêm đen đặc tông vẫn bị thu hút vào phần mái nhà nhọn hoắt Kiến trúc của ngôi nhà này có phần kỳ quái Hình dáng mà nó tạo ra lúc đêm muộn thế này Cũng khiến cho người ta ớn lạnh Dạo bước trên con đường đất dẫn vào nhà tông ngó nghiêng một lúc nhưng không dám vào Vì căn nhà nhỏ với ánh sáng leo lét từ cái đèn dầu vắng lặng như tờ Hình như không có người ở còn đang nhìn ngang ngó dọc thì Tùng giật mình bởi tiếng bước chân người từ phía sau nhà đi tới. Là một người đàn ông trung niên trong bộ bà ba, hình như bằng vài lụa. Bởi vì mỗi bước chân của người đàn ông đó thì bộ đều đều rung rinh mềm mại uốn lượn. Người đàn ông đưa tay ra hiệu mời Tùng vào trong nhà. Trong nhà chỉ có độc duy nhất một ngọn đèn dầu, một bộ bàn ghế gỗ và một góc buồng được che kín mít người đàn ông ngồi xuống đối diện tùng rồi nhìn nó một cách chăm chú tình huống ngượng ngùng này khiến tùng nhất thời chẳng biết phải xử lý làm sao nhưng lúc ấy ngay khi nó vừa ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông thì trong tầm mắt của nó lại lọt vào tấm hình gia đình quen thuộc tấm hình này nó đã nhìn thấy ở đâu đó tùng cố gắng vắt óc để suy nghĩ cuối cùng thoát cả mồ hôi hột khi nhớ ra đó chính là tấm ảnh gia đình của trâm Đêm trước Tùng đã đứng diện kiến người mẹ. Hôm nay có lẽ là ba, nhưng chẳng biết bao giờ mới được gặp Trâm. Tùng thở dài một cái thì người đàn ông chủ động lên tiếng. Cậu giới thiệu bản thân đi. Nỗi sợ của Tùng bị cắt ngang, một luồng suy nghĩ trong đầu của nó bị chi phối bởi một yêu cầu quá đỗi quen thuộc, nhưng lại vô lý trong thời điểm này. Ông ta là người chủ động gọi Tùng đến đây theo logic thông thường thì ông ta phải là người nắm đằng chui, là người biết mọi thông tin và vấn đề Tùng đang gặp. Câu hỏi ẩn dưới dạng yêu cầu vô dụng này của ông ta rốt cuộc là để làm gì? Tùng không trả lời ngay mà nhìn ông ta chăm chú với một thái độ rõ ràng về yêu cầu vô nghĩa vừa được nghe. Nhưng mà người đàn ông vẫn nhìn thẳng vào Tùng, không một chút nào đúng và điểm tĩnh nhắc lại cậu giới thiệu về bản thân đi. Đầm nào thì phải theo lao, dù sao cũng đã cất công tìm đến tận đây, tôi muốn xem người đàn ông bí hiểm này rút cuộc muốn làm gì. Tôi là Lê Trần Tùng, 27 tuổi, họa sĩ vẽ truyện tranh, trẻ mồ côi, không biết sinh ra ở đâu nhưng mà lớn lên tại Sài Gòn. Tùng nhoàn miệng cười buồn, nhún vai khi thấy người đàn ông hơi sững lại, với màn giới thiệu đầy đủ, nhưng có cái gì đó khiến người ta nhói đau Được rồi Có quà mang tới không Tùng nhau mày nhìn người đàn ông trước mặt Người đàn ông kỳ quái rốt cuộc đang làm gì Có phải nó nghĩ quá nhiều Cho nên bị lừa rồi chăng Trong lúc tức tối để nghỉ hoặc Tùng không kiềm chế được Mà buông lời hằn học Quà gì Chẳng phải tôi đã dặn cậu trước khi phải mua quà đó sao? Tùng sực nhớ tới quả trứng vịt lộn và trục trứng gà nó đã mua nên mở ba lô lấy ra đưa cho ba của Trâm. Ông ta cầm theo trục trứng gà đi vào chỗ góc buồng rồi biến mất vào trong. Tùng ở ngoài này chỉ nghe tiếng sột soạt rồi tiếng vỏ trứng rỗng rơi xuống nền đất. Lát sau người đàn ông đi ra ngồi đối diện với Tùng, ông ta mở lời. Cậu nhận ra tôi rồi phải không? Tùng gật đầu nhìn quanh căn nhà một lần nữa rồi đánh bạo hỏi ba gái đâu rồi à chắc phải đêm qua cậu đã gặp rồi sao gặp thế rồi mà còn hỏi từ câu này là ý gì vậy chuyện đêm qua là thật sao Trầm dẫn con vì nhà mình làm gì bác biết không tùng đứng dậy dáng vẻ gấp gáp trong cả lời nói và ánh mắt cậu ấy đang ở đâu còn muốn gặp cô ấy chuyện này trước sự lưỡng lự của người đàn ông tùng quỳ sụp xuống vẻ đau khổ con xin bác cho con được gặp cô ấy đi Người đàn ông thở dài bất lực Không phải tôi không cho Mà là tôi không thể Nếu được tôi cũng muốn gặp con bé Bác nói vậy là sao à Nghe xong những gì mà ông ta nói Tùng trắng vắng không cách nào lấy lại được sự tỉnh táo Cả người đều nóng lên hầm hập Mồ hôi vã ra như tắm Tùng bắt đầu khóc Nó hoảng loạn vì không thể điều khiển được cảm xúc của mình nó nhìn người đàn ông với một ánh mắt văn nài. Cuối cùng ông ta đứng dậy đi về phía góc buồng, thò tay qua cái ô cửa sổ bé tẹo, lấy ra quả trứng vịt lộn bây giờ đã bị biến thành đèn xì, đưa cho Tùng ăn. Tùng nhìn quả trứng lạnh ngắt trong tay thì thất kinh bắt đảo ra sức lắc đầu. Muốn sống thì ăn đi. Người đàn ông gần giọng, Tùng vẫn gắng gượng nhìn ông ta với một ánh mắt như muốn nói, bác đang đùa phải không? nhưng mà người đàn ông đáp trả nó bằng một cái nhìn trực diện vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng Tùng cũng thỏa hiệp. Chẳng phải ngay từ đầu nó đã tự hứa với lòng là sẽ làm tất cả hay sao? Nhắm mắt nhắm mũi, thằng Tùng đập quả trứng vào cạnh bàn rồi ngửa cổ lên há miệng. Tách phần vỏ để bên trong quả trứng vịt lộn ấy trôi tuột vào trong cổ họng của mình. Trong đại não của nó đã tưởng tượng ra thứ mùi tanh đồng khủng khiếp và sự nhấp nháp của quả trứng vịt lộn sống đó. Nhưng khi quả trứng vừa tuột xuống khỏi cổ họng, Tùng lập tức ngồi thẳng người dậy, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Không hề tanh, chỉ thấy vị mặn mặn và có mùi khét. Cái gì đây ạ? À? Trứng cậu mang tới? Không, nhưng mà nó Tùng liếm môi cố gắng cảm nhận lại cái vị ban nãy mà nó đã cảm nhận được trong chốc lát. Nhưng vì quá đối ngạc nhiên chẳng thể tin nổi cho nên quên mất mùi vị ấy. Nếu không lộn lại thì bây giờ cậu đâu còn ngồi đây. Thì không biết vì sao cái châm lại làm thế. Nhưng tôi tin nó còn lý do của nó. Chỉ là nghĩ kỹ cậu cũng chẳng có tội tình gì. Cho nên đành để vợ tôi gánh cái âm khí đó cho cậu vậy. Bác nói vậy là sao à? Cây ngài trong nhà chính là vợ tôi. Linh hồn của ấy trú ngụ trong đó Tôi nuôi cô ấy bằng máu của mình trên trước đó tôi nghĩ cậu đã được người tâm mách cho rồi Đúng vậy Các bọn bà lão gần nhà của bác kể Còn chưa nói hết câu Thì Tùng thấy gáy của mình đột nhiên lạnh toát Cảm giác như là hai vai nặng chịu Cứ như có người đang đứng ở phía sau Dùng tay kỳ vai của nó xuống vậy Tùng từ từ nghiêng người quay lại Thì chết sững khi thấy bà lão kia đứng đó từ bao giờ hai tay cũng đang đặt lên vai của nó. Bà lão nào phải gọi là bà nội chứ? Tùng cười gượng miệng méo sạch, nó nhìn người đàn ông với một gương mặt đau khổ, người đàn ông mỉm cười. Thôi mà mẹ, mẹ đừng dọa thằng bé nữa. Nghe thế vậy Tùng liền ngơ ngác ra một lúc vì không hiểu gì, cuối cùng thì nở một nụ cười thật thoải mái. Đúng là thời gian gần đây tiếp xúc nhiều với ma quỷ, đầm già nó nhìn ai cũng thành ma. Tùng ngước nhìn về phía bà lão vò đầu bứt tóc về ái ngại. Con xin lỗi nội, tại con suy nghĩ nhiều quá. Bà lão chỉ mỉm cười rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Tùng đang cầm tay của nó thân mật. Mấy ai được như con? Bà lão nhìn sang người đàn ông rồi lại nhìn Tùng. Giờ còn gì thắc mắc con cứ hỏi đi, nội giải đáp cho. Tùng mừng rỡ gật đầu lia lịa nói. Sao gia đình mình lại thành ra thế này Cả bà lão và người đàn ông là ba của Trâm đều thắng sức lại trước câu hỏi này Đặc biệt là bà lão Bà dường như đam chiêu hơn cả Nhưng rồi sau đó vẫn mỉm cười giải thích tường tận cho Tùng Sau khi nghe được Tùng đáp phần nào gỡ được kha khá nút thắt ở trong lòng Đến khi trời tàng sáng thì bà lão vội vàng kêu Tùng mau chóng rời đi dù có chút ngỡ ngàng nhưng bây giờ tùng đã học được cách loại bỏ chuyện gì không liên quan đến vấn đề chính thì bỏ bớt đi không tò mò quá nhiều nữa Giả bước trên con đường đất nhỏ rời khỏi ngôi nhà tùng đi mãi đến khi trời sáng hẳn và mặt trời lên cao thì mới dừng lại vì lúc này đã thấy thấm mệt nhìn quanh thì thấy đứng dưới một gốc cây bằng bốn lá nhìn chăm chăm cây bằng một lúc Tùng lại dùng mình nghĩ lại lời của cô chủ nhà từng nói khi chặt cây bằng bốn tầng lá ngày trước ở khu nhà trọ. Ôi chặt đi chứ để làm gì, người ta bảo cây bằng bốn tầng lá chắc chắn có ma chú ngụ. Nào mới nhớ ra tầng thứ bốn là cô chặt đi liền thôi, chứ không lẽ để họ kéo tới rồi mới chặt. Mất bò mới lo làm chuồng thì có ích gì. Lời cô chủ nhà cứ văng vẳng bên tai, Đúng lúc ấy qua tán lá ở tầng thứ hai Tùng thoáng thấy một đôi mắt chớp chớp nhìn mình Nó lật đật ba chân bốn càng chạy thục mạng Giữa đồng không mông quạnh Chẳng có nổi một bóng người Nó không muốn phải mò mạng ở đây Cô không muốn bị dẫn đi mỏng mỏng mà lỡ hết việc Xung quanh như là bị rơi vào mi cung Tùng đi một hồi rồi vẫn thấy xung quanh là đồng ruộng mênh mông Chạy một hồi thì Linh con đi nhỏ không mày từ con đê đã có thể nhìn thấy thấp thoáng những mái nhà ở trong làng. Tùng cứ như vậy mà co chân lên chạy theo hướng ấy. Khi đến nơi thì đã là giữa trưa. gặp được một ông lão trên đường làng. Tùng vội kéo lại hỏi: ông à cho con hỏi đây là chỗ nào vậy? Ông lão mắt tròn mắt dẹt nhìn Tùng một lượt, nhờ xác định lại sự tỉnh táo của nó, rồi mới cho Tùng biết đích xác là nó đang ở đâu. Nghe câu trả lời Tùng càng thêm mơ hồ khi biết địa điểm mà nó đang đứng. Bởi vì nó tìm về nhà của Trâm. Nhà Trâm vốn dĩ cách rất xa nơi này. Rồi nó hỏi ông lão hôm nay là ngày bao nhiêu. Câu trả lời của ông lão càng làm cho Tùng hoảng hồn hơn nữa. Nó về tìm nhà Trâm tức là ngày 21 Tây, tức là ngày 13 âm lịch. Vậy mà chỉ qua một đêm ở đó mà hôm nay khi đứng đây đã là ngày 31 Tây ngày cuối cùng của tháng. Tùng thấy không ổn vội vàng lật đật lấy điện thoại ra để kiểm chứng. Trên điện thoại quả thật hiển thị thời gian là ngày 31. mươi đang định nói gì đó thì Tùng nhất là sực tỉnh liền kìm lại rồi lùi lại mấy bước, cẩn trọng quan sát ông lão, bởi vì trong đầu của nó đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ về việc nó lại bị ai đó dẫn dụ, mà ông lão này rất có thể là một linh hồn hỗ trợ bọn họ lần này Tùng tự nhủ nó nhất định phải cẩn trọng, không thể quá bị động. Cậu không thể cứ mơ mơ hồ hồ, không biết đâu là người đâu là ma, cũng chẳng biết phải tin ai như là hiện tại. Thế thằng Tùng có vẻ không ổn, ông lão lo lắng hỏi: Cậu sao vậy, có cần đi viện không? Ông làm trước khi câu hỏi ngớ ngẩn thì Tùng đã kịp thời nhận ra khi nhìn vào cái bóng của ông lão. Nó như là chút được một gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ông à, từ chỗ cây đa của làng mình có con đường nào đi tắt tới An Giang không? Kiểu một con đường thẳng từ chỗ cây đa chạy tới An Giang ấy. Ông lão nhìn thẳng về Tùng vẻ thất kinh, chầm ngâm một lúc rồi thở dài một hồi mới lên tiếng hỏi Tùng. Cậu thấy cây đa ở đâu? Thì ở chỗ đầu làng cách một khúc là có một con sông lớn chảy qua dẫn vào trong làng. Cũng nhờ con sông ấy mà con tìm được vào trong làng Thoát khỏi trốn đồng không bông quạnh ấy Ông lão khẽ lắc đầu không nói năng gì cả Chỉ ra hiệu cho Tùng đi theo mình Ông lão dẫn nó ra một cái nhà hai tầng được xây răng dở ở đầu làng Vì bị bỏ hoang từ lâu cho nên để đi được lên tầng hai khá là khó phải mất một lúc hai ông cháu mới lên được. Từ tầng hai của ngôi nhà ông lão đăm chiêu nhìn ra xa, Lúc này Tùng phần nào hiểu ra được vấn đề. Nào phóng tầm mắt nhìn ra bốn hướng. Tất cả đều là đồng ruộng bỏ hoang cỏ mọc um tùm. Không hề có cây đa hay đặt con sông nào cả. Tùng kinh hãi nhìn ông rồi nói. Chuyện này nhưng mà con thực sự thấy cây đa ấy. Nó có bốn tầng lá. Còn con sông với cái bờ đê nhỏ. Câu chẳng biết tại sao cậu lại thấy được. Nhưng đúng là ngày còn bé, thì giữa cánh đồng mênh mông kia quả có một cây đa. Cống có con sông và bờ đê như là cậu nhìn thấy, nhưng mà nó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Bây giờ toàn bộ khu này đều là đất ruộng, được một đơn vị thu mua để chuẩn bị xây dựng khu công nghiệp. Thế sao con, con lại nhìn thấy được à? Âu cũng chắc là cây duyên, dù sao thì đọc cống là chuyện tốt vì đã giúp cậu tìm được vào trong làng thằng tùng trong lúc đỡ ông lão đi xuống mới nhìn căn nhà còn đang xây dựng dở dang mà tò mò hỏi nhưng mà căn nhà này bốn mặt tiền lại nằm ở một nơi thoáng mắt nhất làng sao lại xây dựng rồi lại bỏ dở cây gì đẹp quá cũng đều có lý do có cây giá của nó cả không trả được cây giá phù hợp thì đành bỏ thôi nơi này được người ta giữ làm đài quan sát không cho người sống ở Câu trả lời không được cụ thể lắm của ông lão mà lại làm thỏa mãn cho Tùng. Nó không hỏi thêm câu thứ hai mà tự mình cảm thấy có những chuyện nên biết ít thì vẫn tốt hơn. Mà lỡ như biết được một chút thông tin thì cũng chỉ như vậy mà thôi, chẳng cần phải tìm hiểu rõ làm gì. Trưa ngày hôm ấy ông lão dẫn Tùng về nhà, làm cơm nóng hồi cho ăn, ăn xong thì nhờ thằng cháu đích tôn chờ Tùng ra bến xe, quay trở lại Sài Gòn trên chiếc xe quay trở lại sài gòn tùng chọn một chỗ ngồi sát cửa kính ở à, tít cuối xe để có thể tập trung suy nghĩ mà không bị ai làm phiền quả thật khi xe xuất phát thì trên băng ghế ấy chỉ có mỗi mình nó ngồi thằng tùng miên man suy ngẫm lại những gì nó đã tìm hiểu được cho đến bây giờ hệ thống lại một cách logic có thể tạm hiểu như thế này Cô gái mặc đầm lụa đỏ đang hành thằng Tú từ Vũng Tàu theo về Sài Gòn tên là Trâm. Mất năm 18 tuổi, mà điều bất ngờ là cô gái ấy chính là bạn gái của Tú thời điểm cô ấy chết. Tú cũng chính là nhân vật chính trong buổi cãi cự nhiều năm về trước tại cái khu resort dưới Vũng Tàu, dẫn đến việc Trâm tức giận lao qua con đường tới bờ biển rồi bị tai nạn chết ở đó. Vì yêu mà có lẽ cũng có cả hận cho so nên sau khi chết, Trâm vừa lượn vườn ở à cái khu resort ấy, vừa đi theo Tú. Thế nhưng mà theo như những gì mà mọi người kể thì Trâm chưa làm gì hại đến Tú cả. Ngày chính người thân của Trâm cũng không hiểu vì sao lại thành ra nồng nỗi này. Tú cũng chẳng biết lý do gì mà sau một thời gian khi Trâm chết, cũng đã hóa điên hóa khủng. Nhưng cả hai biến số ấy đều có chung một điểm là bắt đầu vào thời điểm Tôi cùng với đồng nghiệp đi phượt tại một tỉnh miền núi phía bước mà tụi nó hay đi gọi là miền sơn cước công chính thời điểm đó trong câu chuyện của trâm và tú xuất hiện thêm một người con gái bí ẩn chính người con gái này đã làm giả trâm để được ba mẹ của trâm làm lễ mời về nhà cô ta đã tồn tại trong ngôi nhà của họ một thời gian dưới danh nghĩa của trâm trước khi bị phát hiện và bắt đầu tác oai tác quái cướp đi mạng sống của mẹ Trâm và đẩy gia đình của họ đến bước này. Nhưng có một điều mà Tùng vô cùng thắc mắc và ngay cả chính mẹ của Trâm cũng không biết vì sao linh hồn cô gái kia lại căm hận gia đình của họ đến thế. Bọn họ không hề quen cô gái ấy lại không làm bất cứ chuyện gì dẫn đến mối hận này. Cho tới bây giờ thì có lẽ đã giải quyết tận gốc mọi chuyện chỉ còn cách là gặp được cô gái kia mà thôi. Nhưng mà gặp bằng cách nào khi mặt mũi cô ta Tùng còn chẳng biết. Theo như lời ba của Trâm, thì linh hồn cô gái đó đã có một thời gian dài không còn làm phiền họ. Chỉ là dạo gần đây không biết vì sao mà cây ngài thường xuyên run sợ đổ mồ hôi, có lúc lại ướt đẫm như bị người ta dội nước sôi ảo ảo. Có lúc mẹ của Trâm kêu lên thất thành vì sợ hãi, khi thấy cả cây thác nước đổ xuống đầu của mình. Cuốn trôi tất cả xuống một bờ vực rất cao và có dòng nước đang chảy xiết vô cùng đáng sợ. Nước ở con suối bên dưới cái vực đó cứ sôi sùng sục, chảy cuồn cuộn như đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng cũng mày bà của Trâm là người đàn ông khéo léo, ông ấy vẽ rất đẹp cho nên đã dùng ngòi bút vẽ lại hình dáng cô gái kia cho Tùng. Nhìn ngắm bức hình vẽ trên tay, tùng có cảm giác cô gái này rất quen bộ đồ cô ta mặc trên người có chút kỳ quái nhưng dường như cũng đã thấy ở đâu đó chỉ có điều nhất thời không nghĩ ra là ở đâu mà thôi sau này đầu óc của tùng cứ mơ mơ hồ hồ lúc nào trong mắt cũng như có một màn xương trắng mờ ảo tuy chỉ là một bức vẽ nhưng rõ ràng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tùng trong việc nhận diện cô gái kia nếu có lỡ gặp được chỉ có điều nếu cái may mắn ấy không xảy ra Thì Tùng thật chẳng biết làm sao mà gặp được cô ta Vừa đi vừa mãi mi suy nghĩ Chẳng mấy chốc chiếc xe đã về đến Sài Gòn Xuống bến xe Tùng lại thấy bẩn thần Chẳng biết phải đi đâu về đâu Cuối cùng thì Tùng quyết định cứ như vậy đi thẳng về phía trước Nó cứ đi mãi miết trong vô định như vậy Cho đến khi một bông hoa rơi xuống bức vẽ trên tay của Tùng Khiến cho nó bừng tỉnh ngước mắt lên nhìn thấy tán cây sa la đang che bóng mát cho mình tùng đào mắt nhìn quanh thấy bản thân đang ngồi trong sân của một ngôi chùa từ bao giờ nó đang ngồi ở dưới gốc cây sa la xung quanh cũng có rất nhiều phật tử đang ngồi tĩnh tâm dưới gốc cây này sao mà ngơ ngác như vậy một người phụ nữ xa lạ với gương mặt phúc hậu mỉm cười dịu dàng Nhìn Tùng đã làm cho nó lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp thần kỳ. Hơi ấm này giống như là sự dịu dàng của mặt trời lúc bình minh. Êm dịu và vô cùng thoải mái. Tùng cũng chẳng hiểu vì sao trong lúc này nó lại xuất hiện những cảm xúc như vậy. Nhưng rồi nó lật đật trả lời người phụ nữ ấy một cách thành thật. Thậm chí ánh mắt chân thành vào biểu hiện dốc hết tâm can của nó khiến người phụ nữ kia thoáng ngạc nhiên nhưng có lẽ giữa sài gòn này người ta vẫn sẽ luôn bắt gặp những sự chân thành như vậy và đôi khi chỉ cần lắng nghe như thế mà thôi dạ tại con chẳng biết vì sao mình lại ở đây mỗi người tìm đến nơi này đều có lý do riêng nếu như không biết vì sao mình đến đây thì chắc là con được người ta đưa đường chỉ lối mọi thứ đều có nguyên do của nó đúng như người phụ nữ ấy nói có lẽ tùng được đưa đường chỉ lối đến đây còn lý do vì sao lại được đưa đến đây thì sau khi chân thành chia sẻ những chuyện mình gặp phải tùng đã tìm thấy lối ra cuối cùng thì nút thắt quan trọng nhất cũng đã được gỡ bỏ toàn bộ nguyên do của những gì mà nó và tú cũng như gia đình của trâm gặp phải đều có lời giải tùng theo người phụ nữ đến một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũng nhỏ như trong khu mà lạng một khu siêu ổ chuột giữa lòng sài gòn hoa lệ vừa bước chân vào căn phòng chỉ rộng chừng 6 mét vuông, tối tăm và hoàn toàn không có ánh nắng mặt trời. Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân tới, Tùng đã cảm nhận được một luồng hơi lạnh sọc thẳng vào mặt của mình. Đối diện với Tùng lúc này là một tấm di ảnh của một cô gái trẻ. Trong bức di ảnh ấy, cô gái cười tươi như hoa với một đôi mắt sáng như thế kia, thì tin rằng khi còn sống là một cô gái thông minh và lành lợi. Không những vậy gương mặt này Tùng còn cảm thấy rất quen Điều gì đó cứ thôi thúc bên trong đầu của nó Khiến cả người của nó nóng bừng lên Tùng thầm nghĩ trong đầu Nhưng rồi tự nhắc nhở bản thân Không để những lời ấy trôi ra từ miệng của mình Ý nghĩ không đừng khen ngợi Người đã chết cứ ám ảnh nó Người phụ nữ lên nhang Thắp hương xong bà quay lại nhìn Tùng Vẫn là một gương mặt phúc hậu Và nụ cười chiều mến Còn ngồi đi nhà hơi nhỏ cho nên khó chịu một chút tùng gật đầu rồi bỏ giày bẽn lẽn ngồi xuống một góc nhà như con gái lần đầu tiên về nhà của chồng người phụ nữ rót cho nó một chén nước chẳng biết vì sao mà trong không khí tối tăm này nó lại thấy chén nước ấy phát sáng lấp lánh như lần nước sông nước suối đêm trăng rằm soi tỏ vậy có một thứ ánh sáng lấp lánh như là bà cứ đảo qua đảo lại trong chén nước ấy Tùng phải lắc thật mạnh cái đầu của mình để lấy lại được sự tỉnh táo. Lúc này nỗi sợ đã bắt đầu dấy lên, Tùng cũng bắt đầu nhìn người phụ nữ với một ánh mắt khác. Nó không thể ngăn mình nghi ngờ những gì đang xảy ra trước mắt. Thật hay giả, mơ hay tỉnh, người hay ma, có khi nào lại bị linh hồn người phụ nữ kia dẫn dụ đến đây hay không? Một lần nữa Tùng ngước mắt nhìn lên tấm di ảnh cả người của nó lúc này đột nhiên cứng đờ miệng ú ớ không nói thành lời nhưng trong thầm tâm nó biết người trong di ảnh kia chính là y lan người trong bức vẽ phác họa mà ba trầm vẽ cho tùng cũng chính là y lan không đúng còn mới gặp cô gái ấy người phụ nữ nhìn tùng bà vẫn điềm tĩnh hoàn toàn không thay đổi sắc mặt không có bất cứ một biểu hiện cảm xúc khác thường nào con bé vốn thông minh, lành lợi. Năm ấy đang học đại học thì nó quen một cậu bạn trai. Mà cậu bạn trai ấy đến bây giờ cô mới gặp mặt có một lần là vào ngày cưới của hai đứa nó. Chỉ tiếc là... Người phụ nữ đó dừng lại, hai mắt đã ngần ngấn nước rồi cố gắng gượng cười. Chỉ tiếc là Y Lan không có phúc phận ấy. Bởi vì nhà của con rể cô ở sâu trên núi cao, nơi mà người ta gọi là tận thượng nguồn gì đó. Nói ra con đừng chê trách, thú thật cô là cũng chẳng biết chính xác nhà đằng trai ở đâu. Chỉ biết là một tỉnh miền núi phía Bắc, ba mẹ con rể cô đều là người dân tộc thiểu số. Cậu ta là người duy nhất trong vùng ấy theo học đại học. Nhà cô chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau cho nên yêu cầu cậu ấy về ở rể. Nhà đằng trai đồng ý chỉ có một yêu cầu là một mình cô dâu phải về nhà trai để làm lễ cưới theo phong tục thượng nguồn của họ. Cô không muốn để cho con bé đi một mình, nhưng vì họ yêu cầu vậy cho nên Y Lan tin tưởng chồng mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến ngày cưới, thì khi kiểu giúp cô dâu đi ngang qua một con suối, nước từ trên thác bất ngờ đổ xuống đầu con bé cuốn trôi đi tất cả. Tùng nghe đến đây thì cảm thấy hình như không đúng bèn lên tiếng thắc mắc. Nhưng mà Y Lan tự giới thiệu với con, cô ấy là con gái của thượng nguồn gì đó. Con nghe không hiểu nhưng mà nhớ rõ là như vậy. Trước khi đám cưới diễn ra, Y Lan phải về đó sống để học theo tập tục của họ. Công từ đó nó bắt đầu nói chuyện rất kỳ lạ. Mỗi lần mà nó gọi về đều có cái gì đó không được bình thường. Cô không còn nhận ra con gái của mình nữa, khi thì nó chính là nó nhưng có lúc lại nói chuyện như là một người xa lạ còn tự nhận mình là người của thượng nguồn khi tỉnh táo thì chính mình y lan nói với cô con bé sợ nhưng cô chẳng thể làm được gì vì ngay chính bản thân y lan cũng không biết nó đang ở đâu thế khi cô gọi nhiều quá thì điện thoại khóa máy vậy sao cô không báo công an người phụ nữ liền khẽ gật đầu Cô có báo án nhưng mà khi cán bộ địa phương tìm tới thì gặp Y Lan vẫn sinh hoạt bình thường và vẫn đang tiếp tục làm quen với cuộc sống ở nhà chồng sắp cưới. Đó là lần cuối cùng cô biết về tin tức con gái của mình cho đến khi Y Lan quay về vào một đêm trăng rằm. Trong bộ đồ cưới kỳ lạ ướt sũng Y Lan cứ đứng ở đó nhìn cô chầm chầm nó khóc quỳ xuống vái cô bà vái rồi biến mất. Giây phút ấy là cô biết mình đã mất con mãi mãi người phụ nữ nhìn tùng với một đôi mắt ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười chấn an. Con đừng sợ, y Lan không hại ai bao giờ. Nó thông minh lành lợi tốt bụng lắm. Còn cô thì cô biết. Tùng nén tiếng thở dài trong lòng nó đang đầy phiền muộn vì cũng không biết con nên nói ra sự thật về cô con gái ngoan hiền không bao giờ hại ai của người phụ nữ này không. Nhưng nếu không nói ra thì sẽ không thể tìm được cách giải quyết triệt để. Con nghĩ đó là y lan của trước kia. Còn bây giờ... Từng quyết định nói ra hết tất cả, tỉ mỉ và công tâm. Người phụ nữ nghe xong thì lại thất thần, đôi tay run rẩy không thể kìm lại. Người phụ nữ ngước đôi mắt đỏ hoa lên nhìn di ảnh của Y Lan. Từ khi Y Lan chết, mỗi ngày cô đều lên chùa tụng kinh, cô không than oán bởi cô nghĩ mọi chuyện đã được an bài. Số phận của mẹ con cô là như vậy, cho nên cô chỉ còn biết dáng tu cho bớt nghiệp mà thôi. Vậy nhưng có lẽ cô tu tập chưa tốt, lúc nào cũng cảm thấy bất an lo sợ. Có lúc cô nhìn di ảnh con gái của mình, cô thấy sợ, thật không ngờ làm. Người phụ nữ ôm mặt gục đầu xuống thiểu não. Con nghĩ con đường cô đang đi là một con đường tốt, chỉ cần cô tính tầm bùng bỏ hết mọi muộn phiền thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi à người phụ nữ bất ngờ ngước lên nhìn thằng tùng hai mắt mở to đào qua đào lại về hoảng sợ con nói có thể thấy và trò chuyện phí y lan con bé có ở đây không chính con cũng đang muốn gặp cô ấy y lan dẫn bạn con đi đâu không biết con đang tìm họ phải tìm thấy y lan mới có thể cứu được bạn con sau cái đêm cô biết y lan chết thì cô ấy có về tìm cô lần nào nữa không ạ à? người phụ nữ lắc đầu buồn bã Không, con bé không có về tùng trầm ngâm suy nghĩ cô nghĩ có nơi nào y lan có thể tới được không người phụ nữ thường người bần thần suy nghĩ rồi lắc đầu tùng hối thúc có vẻ gấp gáp con xin cô cô hãy nhớ lại xem không có Nhà cô chỉ có hai mẹ con Cô là trẻ mồ côi Không họ hàng thân thích Hai mẹ con vốn chưa rời khỏi nhau Ngoài đi học rồi bán hàng phụ cô Thì Y Lan không có nơi nào khác để đi cả Ngay cả rời khỏi Sài Gòn Con bé cũng chưa bao giờ đi Vì biết nhà khó khăn cho nên mỗi khi có chuyến đi chơi xa Nó đều từ chối Nên cô không nghĩ ra nơi nào hết trừ khi người phụ nữ nói đến đây thì cũng vừa đúng lúc Tùng nghĩ ra. Cậu có nhớ chút gì về chỗ nhà chồng của Y Lan không? Người phụ nữ lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Tùng cùng với số điện thoại của chồng Y Lan, cũng nhờ với bức hình mà mẹ của Y Lan cho xem, cho nên lần này Tùng tự tin hơn trong hành trình của mình.ít nhất hiện tại nó biết bạn gái của tú hóa ra hồn ma của Y Lan về quấy phá che mắt. Lần này lên đường nó phải tìm ra chồng của Y Lan. công may là đã thấy được mặt của anh ta. Mọi chuyện đang được mở ra rồi bắt đầu có tia hy vọng mới. Chứ hành trình này nó không có nhiều thời gian để đi mò kim đáy bể mãi được. Số điện thoại này cô gọi không biết bao nhiêu lần trong bao nhiêu năm qua. Nhưng lúc được lúc không. Khi thì được chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách. Còn đâu thì im lặng như tờ. Không có bất cứ một âm thanh nào cả mấy âm thanh ấy dù thế nào nghe cũng đáng sợ lắm dần dà cô không dám gọi nữa tùng cảm ơn rồi rời đi người phụ nữ đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ tối om giữa con hẻm trong khu trọ nghèo mỉm cười vẫy tay chào theo ghi chép trong cuốn sổ tùng tìm được đến nơi ngọn núi nơi y lan gặp nạn lần này đi thuận lợi và dễ dàng đến nỗi chính tùng cũng phải ngơ ngác ngẩn ngơ một hồi mới tin vào khung cảnh xung quanh nơi mà mình đang đứng vừa tới nơi thì dòng nước trong vắt dưới suối lập tức thu hút tùng cổ họng của nó đột nhiên nóng gian khô khốc nó háo đến nỗi định múc nước uống thì liền bị một người dân đi rừng cản lại nhờ vậy mà tùng mới biết rõ được câu chuyện xảy ra ở đây nhưng lạ là khi tùng hỏi về gia đình của y lan thì người kia mặt mũi liền tái mét, vội vàng xua tay ra hiệu cho Tùng, rời đi rồi bản thân người đó cũng vội vàng đi sâu vào trong rừng, bỏ lại Tùng một mình ngây ra đứng ở đó nhìn theo. Còn lại một mình Tùng chấm ngâm nhìn xuống dòng suối, rõ ràng suối ở đây rất trong, nhưng khi nhìn xuống lại thấy một màu đen ngòm ở dưới đáy. Nhưng trong một màu đen ngòm ấy lại có thứ ánh sáng lấp lấy đang chớp chớp tùng cố gắng nhìn kỹ hơn thì giật bắn người khi thấy đôi mắt ở dưới suối đang nhìn chằm chằm vào mình khi những gương mặt ấy ngày càng hiện ra rõ ràng hơn tùng muốn bỏ chạy nhưng mà cả người lúc ấy đều cứng đờ chân đột nhiên nặng trịch như là cột đá thằng tùng lúc này không còn điều khiển được cơ thể nữa cả người cứ như vậy đổ dạp xuống vùng nước trong vắt Thằng Tùng hoảng loạn vì nó không nghĩ sẽ được con suối này lại sâu đến vậy. Nhưng mà dù nó có cố gắng vươn người lên thế nào, cũng không thể chạm tới mặt nước. Chỉ có thể bất lực thấy bản thân đang ngày một chìm sâu xuống, như thể con suối này không có đáy vậy. Thằng Tùng bật khóc, nó chẳng ngờ được cuộc đời của mình lại kết thúc thê thảm như vậy. Vừa mất mạng lại vừa cứu được bạn. Nói chung là nó với Tú đã thua trắng, đã phải trả giá bằng mạng sống của chính mình tính tới thời điểm này tùng không còn động lực vùng vẫy nữa mà cứ như vậy cơ thể nặng trịch của mình dần chìm xuống suối nước cũng đáng ra phải bắt đầu tấn công vào khoang miệng và mũi nhưng tùng lại chẳng cảm nhận được gì trong làn nước lờ mờ nó thấy một bàn tay từ dưới lòng suối đưa ra kéo lấy tay của mình hồi còn bé chỉ vì có một mình cho nên dù làm gì cũng chẳng ai quan tâm tùng thường tụ tập cùng đám trẻ con trong xóm để ra sông bơi có khi đám bạn bè về hết rồi tùng vẫn bơi có khi bơi tới lúc trời tối mịt mới chịu về vì có mấy cô chú đi làm về ngang qua dọa rằng ra sông bơi sẽ bị ma kéo chân chết đuối hồi ấy còn không tin bây giờ tùng cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến Đúng là bàn tay ấy đang kéo tùng xuống sâu hơn bên dưới. Nhưng mà càng xuống gần thì gương mặt người ấy lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Đó là Y Lan. Cuối cùng khi mà chân của Tùng có thể chạm xuống một mặt phẳng có chút gợn gồ ghề, thằng Tùng nghĩ chắc là đã tới đáy con suối. Đưa chân dò dẫm xung quanh một hồi thì dẫm lên một thanh gỗ khá lớn. Cô dẫm chân ấy khiến cho cái kiểu vốn chìm sâu vào trong lớp bùn như được bật công tắc hoạt động trở lại cứ như vậy mà từ từ ngoi lên bên trong kiệu ilan mặc một bộ đồ cưới kỳ lạ vẫn đang trong tư thế ngồi hai mắt bị bịt kín cả tay và chân đều bị trói vào bốn góc kiệu bằng những sợi dây màu đỏ li ti như là sợi chỉ nhưng mà xem ra vô cùng chắc chắn khi có thể cố định được ilan trong suốt thời gian qua mà không bị mục nát xung quanh là những nam thành niên khiêng kiệu bọn họ đều không rời vị trí của mình tùng thẫn thờ nhìn cảnh ấy nó dùng mình một cái bây giờ mới thấy nước xung quanh lạnh ngắt nhưng tùng vẫn hô hấp được nó vẫn có thể thở như đang ở trên bờ điều này là không thể tùng nuốt nước bọt khan đưa tay chạm vào cửa kiệu khi ấy nước bắt đầu chui vào miệng bồn đen xung quanh nổi lên cuồn cuộn như gió bão Lúc ấy biết mình không còn nhiều thời gian cho cố lội ngược dòng nữa. Tùng nghĩ đến nụ cười phúc khẩu của mẹ Y Lan rồi lẩm bẩm: Tôi đã gặp mẹ cô, tôi không biết vì sao cô lại gây ra tất cả những chuyện kia. Nhưng bây giờ đã đến đây và gặp cô thế này, cô cho tôi đưa cô về nhà kèo mẹ cô mong. Xong rồi những chuyện kia chúng ta lại tiếp tục tính với nhau cho rõ. Tôi không thể để cô tiếp tục hành tôi và bạn tôi lầm nhầm khấn xong những lời ấy tùng đã thấy cửa kiệu mở ra thế là nó liền lao vào tháo đám dây trói y lan ra rồi cầm tay của cô kéo lên vì vừa phải ngoi lên vừa kéo theo y lan cho nên lẽ ra việc này sẽ không dễ dàng thế thế nhưng mà tùng lại cảm thấy mọi thứ đều đang tự động ngoi lên mặt nước nhẹ tênh như là một sợi lông ngỗng vậy việc hít thở cũng lúc này hình như không còn diễn ra nữa tùng hơi hoang mang nhưng vì thấy mình vẫn còn tỉnh táo và không có gì khác thường cho nên nó lại dùng sức đẩy người trồi lên lên tới bờ tùng nằm thở lấy sức cảm giác như phải nhìn thở cả mấy tiếng đồng hồ cả người của nó đang đỏ lên như là thịt gà trọi đến khi hồ hấp trở lại bình thường tùng quờ quảng bỏ dậy nhìn sang bên cạnh thấy y lan chỉ còn lại là một bộ xương khô Bộ đồ cưới kỳ lạ cũng chỉ còn là những mảnh vải vụn đau mụn và bạc màu vì đã bị ngâm lâu ở trong nước. Tùng vứt nước ở trên mặt, bên cạnh nó là một bộ xương, nhưng lúc này nó chẳng còn tâm trí đâu để mà sợ hãi nữa. Não còn đang phải hoạt động hết công suất để nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Lôi điện thoại ra thì cũng may mà dùng hàng xịn sò, có chức năng chống nước, cho nên máy vẫn còn hoạt động, rồi đã bị ngầm trong nước một lúc máy thì hoạt động mà kiểm tra thì sóng không có tùng bất lực nhìn bộ xương của y lan rồi nhìn xung quanh bốn bề đều là rừng nơi này chỉ có một con đường duy nhất để đi ra đi vào con đường ấy nằm cạnh con suối nhìn tường hiền hòa nhưng lại sâu không đáy này bên trên yên bình bên dưới thì cuồn cuộn như cơn lốc Chỗ hiện tại Tùng đang đứng là trên những tảng đá đã bị nước bào mòn. Trên đầu là một cái thác nước đổ xuống. Tùng không hiểu vì sao lại có dòng nước thác dữ dội đến mức nhấn chìm cả một cái kiệu cùng với đoàn người rức dâu này ở ngay dưới đầu nguồn của một con suối. Trời đang tối dần không thể chỉ ngồi đây suy nghĩ về câu hỏi nhất thời không có câu trả lời này. Nghĩ vậy cho nên Tùng đôi từ trong ba lô ra một cái chăn mỏng, có thể để xương cổ y lan vào nhưng lúc bắt đầu cả người của nó run lên cầm cập trong đầu luận quẩn mãi ý nghĩ tay nó đang chạm vào xương của người chết toàn thân ớn lạnh đặc biệt là bên tai trái cứ như bị hơi của cả cái tù lạnh phả thẳng vào vậy tùng dùng mình trong cơn ớn lạnh nó nghe văng vẳng tiếng người nói bên tai cộng với tiếng nước chảy êm đềm du dương một cách kỳ lạ Giọng nói như là muốn nó thả bộ hài cốt của Y Lan xuống dòng suối Nên cứ thủ thì điều ấy bên tai Trước mắt của Tùng mọi thứ cũng đã bắt đầu trao đảo Nó thấy mọi thứ một cách mờ mờ chứ không phải là rõ ràng Trong mắt của nó bây giờ toàn là nước Hình ảnh dưới đáy dòng suối kia hiện lên rõ một một Yên bình và đẹp nên thơ Khiến người ta cảm thấy an nhiên Tùng cố gắng lắc đầu mấy lần để lấy lại tỉnh táo tay của nó vô thức cố gắng chạm vào xương cổ y lan tuy là khi ở dưới suối đã từng chạm vào rồi nhưng khi đó trong mắt của nó vẫn là y lan bằng xương bằng thịt xinh đẹp đầy sức sống còn bây giờ phải thao tác chậm rãi nhặt từng khúc xương trắng bỏ vào chăn thì thực sự khiến tay của nó run lẩy bẩy cuối cùng tùng phủ cái chăn lên bộ xương rồi cứ như vậy cuộn lại sọc sạch cũng đành chịu đó là cách duy nhất để tay nó không phải chạm trực tiếp vào những khúc xương khô kia. Cấu may là theo lời dặn của mẹ Y Lan, Tùng đã chuẩn bị những thứ cơ bản như là nhang đèn, nên có thể thắp nhang để khấn xin người đã khuất, cũng như là người khuất mặt khuất mày đang có ở khu vực đó. Xong xuôi đâu đó, Tùng buộc gọn gàng cách bọc bộ xương của Y Lan, chỉ còn bé bằng cái hộp nhỏ hình chữ nhật, cho vào ba lô rồi thẳng tiến theo con đường nhỏ, đi sâu vào trong rừng thì trời đã sập tối tùng bật đèn pin soi đường đi trong cái rét và đêm tối mịt mùng cứ đi mãi một hồi thì thấy ánh đèn le nói hiện lên tùng vội vàng rảo bước căn nhà có ánh đèn là một căn nhà sàn khang trang không lớn nhưng gọn gàng sạch sẽ đồ đạc trong nhà cũng được bày trí khá nhiều hầu hết đều là những đồ vật cũ kỹ han gì mà thông qua hình dạng của tùng cũng chẳng biết chúng là gì. Chỉ kìm mắt nhìn quanh một lượt rồi tùng vội vàng ngồi thụp xuống bên bếp lửa để sưởi ấm theo lời mời của chủ nhà. Người mời Tùng vào nhà là một người đàn ông chừng ngoài 50, có một đôi mắt sắc lẹm và nghiêm nghị. Rồi trong một không gian với ánh sáng mờ mờ không rõ, vẫn tỏa ra cái sự uy quyền khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng giữa đêm tối vì giá rét của miền Bắc như thế này, thì có được một nơi trú ngụ trong rừng đã là điều may mắn. Tùng chẳng hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nhiều nữa, đặt mông ngồi xuống bên cạnh bếp lửa để hơ tay cho ấm. Siêu nước trên bếp dường như đang sôi sùng sùng tỏa ra một luồng khói nghi ngút. Người đàn ông đưa cho Tùng một bát rượu gạo. Tùng dối rít cảm ơn uống liền một ngụm lớn cho ấm bụng. Mày đi việc gì mà đêm hôm cũng vào trong rừng. Tùng ngước mắt lên nhìn người đàn ông hai tay vẫn ôm chặt bát rượu gạo. Trong ba lô của mi có cây gì? mi lấy phải thứ không nên lấy rồi. Âm khí bao quanh mi đèn đặc cả rồi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.